Thôi mình chia sẻ các bạn nha. Đây là lúa 54 51, tới ngày thu hoạch các bạn. Lúa hôm nay là 96 ngày các bạn. Nhìn dàn lúa nè, đây là lúa vụ thu đông nha. Nhưng mà lá mình thấy cũng còn rất là đẹp á. Bạn xem vòng vòng dày ha, lúa này là mình thấy là rất là gọn các bạn, không có lép luôn các bạn. Các bạn nhìn cái vòng lúa đó, chả không lép gì hết. Có cái vòng này là nè, vòng này mình chụp ngẫu nhiên, vòng này là có một lép thôi nè. Đây, còn vòng này, vòng này cũng một hộp. Đây đây đây. À. Theo chia sẻ của anh chủ ruộng á, là ảnh có xịt dưỡng con anh cho con nha các bạn. Anh cho con xài thấy cũng ổn á, lúa giữ màu rất là đẹp. Khi mà tới cắt là mặt chanh luôn các bạn ơi. Bạn nhìn đó, lúa mặt chanh luôn. Đây đây, con nhiều quá dữ luôn. Lúa này nó tính là trên 500 kg đó các bạn. Ủa xin lỗi, trên 900. Này ảnh bằng cũng chung chung thôi mà nó không có bị ngã gì hết luôn các bạn ơi, quá đẹp. Đây đây là cái khuôn đất lớn của ảnh nè, chia ra làm hai. Đó, các bạn xem đây rất đẹp luôn các bạn ơi. Giữ màu vàng chanh, mình sẽ mở một cái bao cho các bạn xem thử. Bao các bạn thử cây như thế nào.